Huyền Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, có những dấu hiệu cho thấy hoạt động của KTV trên kênh đang khai thác hiện nay có những dấu hiệu lại gặp những trở ngại. Mà theo phán đoán của chúng tôi, kênh chúng ta đang khai thác hiện nay có thể bị vô hiệu hóa trong một cái thời gian không xa. Đó là lý do chúng tôi đề nghị quý vị, những ai chưa đăng ký kênh KTV 3 và kênh KTV 5, xin quý vị khẩn trương đăng ký bằng cách quý vị vào trang chủ của kênh KTV đang khai thác hiện nay và bấm vào logo KTV 3 hoặc KTV 5, sẽ dẫn tới quý vị tới những cái kênh dự phòng. Sau đó quý vị bấm vào nút đăng ký và xin đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông báo mới nhất của chúng tôi. Điều đó sẽ giúp cho quý vị có thể theo dõi chương trình của KTV cách thường xuyên và liên tục. Đồng thời xin kính đề nghị quý vị đăng ký cái trang Facebook Huyền Thành KTV đã được phục hoạt hoạt động trở lại bằng cách quý vị bấm vào đường link ở dưới mỗi video và quý vị hãy bấm vào nút đăng ký theo dõi. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự chiều hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2024. Ngoài các cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam, một cái bài phân tích về tương quan giữa quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm trước Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2024 sẽ ra sao. Ngoài ra còn có các cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài thất vọng vì Việt Nam thiếu những chính sách khuyến khích, thậm chí siết chặt hơn việc đầu tư nước ngoài. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bằng một cái bản tin liên quan tới tình hình thời sự. Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Cần Thơ mới đây bị ông Trần Trí Dũng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh này, ký văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, kiến nghị khởi tố do có dấu hiệu gây rối trật tự phiên tòa. Theo truyền thông nhà nước, văn bản kiến nghị khởi tố nêu rõ, sau khi nghe hội đồng xét xử đọc phần nhận định và tuyên án, thì luật sư này cùng với thân chủ của mình đã có hành vi gây rối, có thái độ và cư xử vi phạm pháp luật. Theo ông Dũng, hành động có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự phiên tòa theo Điều 391 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người có hơn 20 năm hành nghề luật sư trong nước cho rằng, thông tin từ truyền thông trong nước đưa thiếu chi tiết, dễ tạo sự hiểu lầm đối với công chúng về sự việc khi cho rằng luật sư đã có hành vi thiếu chuẩn mực trong khi tòa án đang xét xử. Ông giải thích. Cho đến khi mà tôi xem được vài hình ảnh cắt ra từ camera thì cho thấy sự việc đã hoàn toàn khác hẳn. Thực tế có hai chi tiết cần lưu ý. Thứ nhất là luật sư đập bàn sau khi mà cái lời tuyên án của chủ tọa phiên tòa đã chấm dứt. Và khi ấy thì một nữ thẩm phán đã ngồi xuống và đang sử dụng điện thoại di động. Và thứ hai là luật sư chỉ tay về phía hội đồng xét xử thì khi ấy các thành viên của hội đồng xét xử họ đã rời ghế ngồi. Về phương diện pháp lý thì phiên tòa được thiết lập với mục đích là để xét xử vụ án. Khi chủ tọa đọc hết lời tuyên án trong bản án, thì phiên tòa cũng đã chấm dứt một cách tức thì, vì mục đích thiết lập phiên tòa đã hoàn thành rồi. Khi ấy thì hội đồng xét xử không còn gì để xét xử cả, ngoài việc là họ rời khán phòng mà thôi. Luật sư có hành vi gì vào lúc này đi nữa thì cũng nằm ngoài phạm vi phiên tòa xét xử. Do đó, cáo buộc luật sư tội danh gây rối trật tự phiên tòa theo Điều 391 Bộ Luật Hình sự là không có cơ sở vì thiếu yếu tố định danh phiên tòa. Hơn nữa, nếu cho rằng phiên tòa chưa chấm dứt, thì sẽ không thể giải thích được lý do tại sao một nữ thẩm phán đã ngồi xuống và đang sử dụng điện thoại. Ngoài ra, quy chụp hành vi của luật sư bao gồm việc đập bàn và chỉ tay là hoàn toàn thái quá so với một hành vi tội phạm theo điều luật quy định. Một luật sư đang hành nghề ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh cho biết quan điểm của ông với RFA về sự việc trên. Bây giờ họ mạnh tay hơn với các luật sư, với mục đích răn đe các luật sư dám lên tiếng với các vấn đề luật pháp và xã hội.
Họ muốn tăng vị thế của họ bằng cách đó vì quyền lực nằm trong tay họ. Tôi hành nghề hơn chục năm nay thì tôi chưa thấy trường hợp nào bị khởi tố vì hành vi như thế cả. Có chăng là họ đuổi ra khỏi tòa, hơn nữa khi tòa tuyên án xong, tức phiên tòa đã chấm dứt thì về mặt nguyên tắc, phản ứng của thân chủ hay của luật sư như thế là không phạm luật gì cả. Theo tôi, họ muốn diệt từ trong trứng phản ứng của luật sư, mà dễ nhất là trường hợp này vì họ lấy cớ nó xảy ra ngay trong phòng xử, dù không phải trong phiên tòa. Theo quy trình xét xử tại tòa, thì bản án, quyết định của tòa án là phán quyết sau cùng đánh dấu sự kết thúc của quá trình xét xử vụ án. Điều 391 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, người nào tại phiên tòa mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, hoặc người tham gia phiên tòa có hành vi đập phá tài sản, thì bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu hành hung thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, hoặc hành vi dẫn đến phải dừng phiên tòa, thì bị phạt tù. Với sự việc trên, luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng, thì trong cái sửa đổi mới đây nhất ý, là của cái luật về tòa đấy, thì họ đã không cho phép hội đồng xét xử được phép khởi tố bất kỳ cái vụ án nào ở trong phiên tòa xét xử. Nhưng mà việc mà khi mà luật sư mà tranh cãi với lại tòa án mà tòa án lại khởi tố để bịt miệng luật sư thì điều này nó hoàn toàn xâm phạm đến cái quyền bào chữa trước tòa án. Ví dụ như là nếu như luật sư đó mà người ta có vi phạm mà vấn đề về đạo đức hay là có những cái lời lẽ mà họ vượt ra ngoài cái khuôn khổ của việc tranh cãi tranh luận đó, yeah. Thì nó hai mức. Thứ nhất ý, là vì trong cái phiên tòa xét xử đấy nó có của đại diện kiểm sát. Đại diện kiểm sát họ giữ hai quyền, một là quyền giữ công tố trước phiên tòa, thứ hai ấy họ giám sát cái quá trình xét xử của phiên tòa đấy, yeah. Thì đáng lẽ ra người đại diện kiểm sát ấy họ sẽ có trách nhiệm để họ nhắc nhở cái người luật sư kia là trong quá trình xét xử ấy người luật sư đã vượt quá cái thẩm quyền của mình hay vượt quá cái phạm vi đạo đức của người luật sư, yeah. Nhưng cái thẩm quyền đấy nó không thuộc thẩm quyền của hội đồng xét xử theo luật Việt Nam là như vậy, yeah. Thẩm quyền giám sát cái phiên tòa xét xử đấy là thuộc của kiểm sát viên cơ, chứ không phải quyền thuộc của ông chủ tọa quyền thẩm phán chủ tọa phiên tòa hay là các cái thành viên của hội đồng xét xử. Với sự việc vừa xảy ra như nêu trên, có ý kiến chia sẻ rằng việc kiến nghị khởi tố luật sư mục đích nhằm hạ uy tín luật sư. Điều này đã từng xảy ra với nhóm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Cụ thể, cách đây hơn 2 tháng, hai luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến đã bị xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh với lý do được nói là do nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Hai luật sư này nằm trong nhóm 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai, từng nhiều lần nhận giấy triệu tập từ Công an Long An, với lý do được nêu là có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Luật sư Trần Văn Sĩ cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Hệ thống tư pháp Việt Nam được một số đại biểu Quốc hội cho là cần thay đổi rất nhiều. Ngay cả tân Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề cập đến ngành tư pháp khi ông tham gia một buổi họp với Tòa án Nhân dân tối cao ở Hà Nội giữa tháng 6 vừa qua. Khi đó, ông Lâm phát biểu, cần xây dựng một nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Liên tục chương trình, chúng tôi tới với quý vị một cái bản tin kinh tế liên quan tới Việt Nam. Đây là một tin chấn động của giới phân tích quốc tế, đó là câu chuyện Việt Nam đã tụt mất hàng tỷ đô la đầu tư do vấn đề thiếu ưu đãi. Trong cái bản tin của Reuters cho hay, Việt Nam đã bỏ lỡ các khoản đầu tư tới hàng tỷ đô la từ các cái tập đoàn đa quốc gia, bao gồm Intel và Intel, bởi lý do thiếu các cái biện pháp khuyến khích đầu tư cho phù hợp. Theo Reuters dẫn từ văn bản của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam ngày 5 tháng 7 cho biết, đó là cái văn bản phát hành ngày 29 tháng 6, Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho rằng nhà sản xuất chip Intel của Hoa Kỳ đã đề xuất đầu tư 3,3 tỷ đô la Mỹ vào một cái dự án lớn tại Việt Nam.
và họ đề nghị nước chủ nhà tức Việt Nam hỗ trợ một cái khoản tiền mặt ở mức 15%, nhưng sau đó Việt Nam không đáp ứng và họ đã quyết định di chuyển dự án vừa kể qua Ba Lan. Vẫn theo cái báo cáo vừa kể của Bộ Kế hoạch Đầu tư, theo đó công ty LG Chem Limited của Hàn Quốc cũng bỏ Việt Nam để đầu tư vào cái dự án sản xuất pin tại Indonesia. Sau khi tập đoàn này đề nghị Việt Nam hỗ trợ cho họ 30% chi phí cho đầu tư. Theo Reuters cho hay, hai hãng vừa kể không trả lời những yêu cầu bình luận của Reuters về sự đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Chỉ biết bộ này đã trình một cái đề án lập quỹ khuyến khích đầu tư để chính phủ Việt Nam phê duyệt vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư cho hay, gần đây có rất nhiều các cái tập đoàn lớn đã đến tìm hiểu cái cơ hội đầu tư tại Việt Nam, nhưng hầu hết sau đó họ lại quyết định chuyển sang các cái quốc gia khác bởi lý do chính quyền Việt Nam chưa có những cái quy định về hỗ trợ đầu tư cho nước ngoài. Và thưa quý vị, hẳn quý vị biết rằng cái tình trạng đó là các cái công chức viên chức, kể cả các lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương, người ta thoái thác trong cái việc hợp tác đầu tư với nước ngoài với lý do họ nói trả chống thì chảy sẽ dính dáng tới các cái vụ án tham nhũng thì có khi lại thiệt thân. Văn bản của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết có rất nhiều các tập đoàn lớn đến Việt Nam tìm hiểu các cái cơ hội đầu tư, nhưng tiếc rằng họ đã quyết định chuyển sang các quốc gia khác bởi lý do Việt Nam không tạo điều kiện hay chưa có những quy định về hỗ trợ đầu tư cho nước ngoài. Theo đó, Việt Nam là nơi đặt các nhà máy sản xuất của các cái công ty toàn cầu, đó là Samsung Electronics, Foxconn, Intel, và phụ thuộc rất nhiều vào các nhà đầu tư ngoại quốc để tăng trưởng. Theo đó, các cái công ty có vốn đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam hiện nay đang chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong tài liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư xác nhận một cái bản tin tháng 11 năm 2023, theo đó Reuters tiết lộ rằng Intel vào cái thời điểm đó đã hủy bỏ một cái khoản đầu tư theo một cái kế hoạch vào Việt Nam, vốn nó có thể giúp tăng gần gấp đôi các cái hoạt động của một cái nhà sản xuất chip tại quốc gia Đông Nam Á. Tài liệu vừa kể cho biết các nhà sản xuất chất bán dẫn ATNS có trụ sở tại Áo đã quyết định đầu tư vào Malaysia sau khi các yêu cầu của họ về việc hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam không được chính phủ Việt Nam đáp ứng. Đồng thời họ cho biết hãng Samsung Electronics đang chuyển một cái số hoạt động sản xuất từ Việt Nam sang thị trường Ấn Độ. Chưa hết, vẫn theo Reuters, các cái công ty đa quốc gia đang có những cái kế hoạch thành lập các cái quỹ ưu đãi đầu tư của Việt Nam và theo dõi chặt chẽ sau khi Quốc hội Việt Nam mấy năm qua đã thông qua một cái mức thuế doanh thu tối thiểu toàn cầu khoảng 15% và thực tế nâng mức thuế mà các cái công ty phải nộp. Trong cái diễn biến khác, theo trang tin của chính phủ Việt Nam cho biết, trong các cuộc làm việc với ông Lý Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn Samsung ngày 2 tháng 7 tại thủ đô Seoul, Nam Hàn, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam đã đưa ra các cái hứa hẹn khi cho rằng hai nước sẽ xây dựng một cái nghị định về thành lập quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư nhằm đảm bảo sự ổn định, sức cạnh tranh và hấp dẫn của một cái môi trường đầu tư của Việt Nam để có thể thu hút các cái tập đoàn doanh nghiệp đầu tư từ các dự án công nghệ cao liên quan tới lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm R&D. Trong khi đó, BBC trong cái bản tin với tựa đề chuyển hướng đầu tư khỏi Việt Nam, theo đó Việt Nam cái cơ sở quan trọng của các cái công ty điện tử hàng đầu của toàn cầu đang phụ thuộc rất nhiều vào các nhà đầu tư nước ngoài để tăng trưởng. Theo đó, các cái công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo BBC, các cái công ty đa quốc gia đang theo dõi một cái kế hoạch thành lập các cái quỹ ưu đãi đầu tư của Việt Nam sau khi Quốc hội nước này thông qua cái mức thuế được cho là khuyến khích đầu tư, nhưng thực tế người ta phát hiện đó là những cái văn bản nâng mức thuế mà các nhà đầu tư phải nộp cao hơn mức bình thường.
Theo giới phân tích kinh tế cho rằng các chính sách ưu đãi của Việt Nam hầu như chỉ tập trung vào các hình thức ưu đãi dựa trên thu nhập, đó là miễn hay giảm thuế, và ưu đãi về tiền thuê đất đai, mà hầu như chính phủ nước này chưa có các hình thức ưu đãi dựa trên vấn đề chi phí. Trong một cái báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đã đánh giá, một cái chính sách ưu đãi của Việt Nam về cơ bản đã bám sát tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước này và liên tục được hoàn thiện trong cái thời gian hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, các chính sách ưu đãi đó cho tới nay chưa tương thích với một cái bối cảnh mới, đặc biệt cho cái việc ra đời của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Đã có những cái bước thay đổi rất lớn. Theo đó, thuế tối thiểu toàn cầu, đó là một cái thỏa thuận của các cái quốc gia G7, đạt được vào tháng 6 năm 2021 để chống lại các cái tập đoàn đa quốc gia chuyển các cái lợi nhuận sang cái nước có thuế suất thấp để trốn thuế. Theo đó, chính phủ Việt Nam đã đưa ra cái thuế suất áp dụng 15% với các cái doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro khoảng 21.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên trong 2 năm của 4 năm gần nhất. Theo đó, thuế tối thiểu toàn cầu đã được chính phủ Việt Nam áp dụng từ đầu năm 2024, và điều đó khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài hết sức lo ngại bởi một cái chính sách ưu đãi thuế dành cho trước đây là dưới 15%, nhưng đến nay điều chỉnh thì lại tăng lên trên 15%. Theo đó, thông qua một cái nguồn thuế bổ sung, chính quyền Việt Nam ước tính sẽ thu thêm 14.600 tỷ tiền thuế từ 122 doanh nghiệp nước ngoài. Sau đó, việc mở rộng đầu tư của một số dự án công nghệ cao có quy mô lớn có dấu hiệu chứng lại để chờ các cái phản ứng chính sách của Việt Nam. Theo Reuters, báo VN Express của Việt Nam đều các dẫn chứng về các dự án khác bị chứng lại, bao gồm các dự án sản xuất thiết bị y tế 500 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Đồng Nai của Việt Nam. Đó là của cái công ty FMC Nhật Bản, và các dự án mở rộng đầu tư các cái thiết bị phụ trợ cho công ty Apple, IBM, Cisco của Foxconn, Compal, Quanta của Đài Loan. Một cái câu hỏi rồi từ đặt ra đó là Việt Nam làm sao có thể ăn được một cái miếng bánh Trung Quốc cộng một? Đây là cái cơ hội hiếm có. Theo Reuters, trong những cái năm gần đây, Việt Nam đã hưởng lợi từ những cái chính sách Trung Quốc cộng một mà các cái tập đoàn đa quốc gia áp dụng nhằm tránh chi đầu tư vào một cái đất nước có tới 1,4 tỷ dân tức Trung Quốc. Và bản chất của cái chiến lược này đó là các tập đoàn đa quốc gia sẽ dịch chuyển các nhà máy gia công lắp ráp của họ ra khỏi Trung Quốc hay mở thêm đầu tư trải rộng tới các cái nước khác để thay thế, đồng thời để giảm những cái điều rủi ro, đặc biệt sau bài học Zero Covid của Trung Quốc, và để tránh các nguy cơ trong thương mại Mỹ-Trung trước đây. Theo Reuters, với cái lợi thế về vị trí địa lý gần và có nhiều sự tương đồng với Trung Quốc, Việt Nam có một lực lượng lao động dồi dào và lương của công nhân Việt Nam rất thấp, nó có điều kiện để cạnh tranh. Và Việt Nam đang là cái sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp nước ngoài và đang dần dần trở thành một cái công xưởng lắp ráp mới của thế giới. Sau khi các nhà đầu tư nước ngoài rời bỏ Trung Quốc, tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế cho rằng có nhiều lý do khiến cho Việt Nam khó có thể thay thế được Trung Quốc ngoài những chính sách thuế và ưu đãi. Theo đó, một cái học giả cấp cao tại Viện Chính trị ICT từ thủ đô Singapore đã nói, mặc dù có rất nhiều những dư địa để Việt Nam có thể phát triển, nhưng Việt Nam khó có thể thay thế được Trung Quốc để trở thành một cái trung tâm trong các ngành công nghiệp và các cái chuỗi cung ứng quan trọng của nước này. Đồng thời, ông này cho rằng Việt Nam không thể cung cấp một cái hệ sinh thái đầy đủ ở một cái quy mô tương tự như Trung Quốc, mặc dù Việt Nam vẫn có thể mở rộng đáng kể theo cái hướng vừa kể. Đáng chú ý, theo giáo sư Alexander Buving từ Hoa Kỳ, liên quan tới Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng những xáo động trong chính trị Việt Nam trong những tháng vừa qua đã làm cho mất hình tượng Việt Nam làm cái điểm đến để ổn định
và điều đó khiến cho các nhà đầu tư ngoại quốc hết sức nghi ngại. Theo đó, thứ nhất, các nhà đầu tư thấy các lãnh đạo đấu nhau, người ta không biết ai sẽ là người chiến thắng, rồi những cái người chiến thắng sẽ ra các chính sách gì. Một cái vấn đề thứ hai đó là họ nhìn vào cái việc Việt Nam thực thi những cái thỏa thuận với nước ngoài ở một cái mức độ không cao. Theo chuyên gia người Mỹ gốc Việt cho rằng khi hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có những cái khoản về môi trường thì Việt Nam lại có những cái động thái đi ngược lại những cái cam kết đó và dẫn tới cái sự mất lòng tin. Theo ông, Việt Nam không thể thay thế được Trung Quốc mà chỉ có thể cùng với nhiều quốc gia khác, thậm chí lên tới 20-30 nước cùng nhau mới có thể một cái phần nào thay thế được Trung Quốc. Đồng thời, giáo sư Alexandre Vouvin cho rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục làm công xưởng của thế giới, chỉ có điều là các cái quốc gia Đông Nam Á và châu Á ngày càng nổi lên và đang đóng một cái vai trò ngày càng lớn. Đó là lý do theo giáo sư Vouvin, Việt Nam phải làm như thế nào để ăn được một cái miếng bánh Trung Quốc cộng một thì còn làm câu chuyện yêu cầu rất nhiều các điều kiện, bao gồm các vấn đề liên quan tới hệ sinh thái, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và đặc biệt vấn đề nhân quyền và bảo vệ môi trường của các cái cá nhân hay các tổ chức xã hội dân sự mà Việt Nam đàn áp. Điều đó là gây cho Liên minh châu Âu những cái phản ứng hết sức nặng nề. Và thưa quý vị, quyền lợi của Việt Nam, kể cả quyền lợi về kinh tế cũng như tiền bạc, không quan trọng bằng quyền lực của các cái lãnh đạo Việt Nam. Đó là lý do tại sao Việt Nam không thể trở thành một cái bánh Trung Quốc cộng một như hy vọng của các nhà đầu tư. Và rõ ràng, việc Bộ Kế hoạch Đầu tư thừa nhận những cái gọi là thiếu sót của Việt Nam trong việc có những chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài, đây là cái bài học khá chua xót. Cái vấn đề rất lớn mà ít người chú ý đó là liên quan tới cái đại án Sipucha. Một cái vết chạm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỗng nổi lên trong những cái ngày gần đây. Đây không phải là cái chuyện vẽ chuyện ra để nói. Một cái câu hỏi đặt ra tại sao đại án Sipucha liên quan tới ông Trọng làm cái kế hoạch lâu dài của ông Nguyễn Tấn Dũng kể từ năm 2014 cho tới nay. Có những cái nguồn tin nội bộ tiết lộ cho hay cả hai ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính đều là cấp dưới cũ của ông Bãi, do ông Bãi dựng lên, cho nên hiện nay thực ra ông Chính và ông Lâm đang cùng một phe. Tuy nhiên đến khi kết cục ra sao thì chưa ai có thể nói trước. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi mà giới phân tích đưa ra, ông Tô Lâm tới đây sẽ sử dụng những cái đòn phép gì để buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rút lui trước Hội nghị Trung ương 10, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2024. Theo đó, chỉ trong vòng 3 năm đầu, của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã có 7 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị buộc phải xin thôi chức vì những cái lý do liên quan tới tham nhũng. Và với hàng loạt các cái lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, sẽ không có ai có thể nói là thực sự trong sạch cả. Việc hồi tố để lật lại các hồ sơ nhúng chàm trong quá khứ thì theo công luận, động tới ai người đó chết, kể cả Tổng Bí thư Trọng cũng vậy. Mới nhất, ngày 3 tháng 7 năm 2024, thành phố Hà Nội đã tổ chức một cái cuộc họp của Hội đồng Nhân dân, trong đó liên quan tới bê bối của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là dự án Sipucha được gợi mở. Đồng thời, việc ông Tô Lâm về làm việc ở quân khu 9, làm cái thánh địa cũ của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai vấn đề vừa kể có liên quan gì tới nhau hay không? Cụ thể, báo Dân Trí ngày 3 tháng 7 năm 2024 trong một cái bản tin với tiêu đề "Chậm tham mưu về khu Sipucha", lãnh đạo Sở Hà Nội bị kiểm điểm. Theo bản tin cho biết, tại kỳ họp lần thứ 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 3 tháng 7 năm 2024, hội nghị này đã tiến hành chất vấn về những vấn đề thực thi công vụ tại các cái cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị cho biết, dự án khu đô thị Nam Thăng Long Sibucha là một cái dự án lớn trải qua một cái thời gian dài và đã được thanh tra kiểm toán rất nhiều lần. Tuy nhiên, những cái yêu cầu của chính phủ đưa ra không được đáp ứng và trả lời. Vẫn theo ông Lê Anh Quân, dự án này là một cái dự án đầu tư nước ngoài có chuyển giao không bồi hoàn, liên quan tới trách nhiệm sử dụng vốn nhà nước trong đầu tư kinh doanh dự án. Đồng thời ông Quân cũng cho biết đơn vị đang tiến hành kiểm điểm theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Được biết năm 2004 khi còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy thời điểm đó đã dính tới một scandal nghiêm trọng và đầy tai tiếng. Theo các nguồn tin khả tín đã đưa ra các bằng chứng khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhận những khoản lót tay hàng triệu đô la trong một cái việc sai phạm 3.000 tỷ có liên quan tới dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long City vào năm 2002. Được biết giai đoạn đó là giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ hai nhiệm kỳ 2006 tới 2015. Khi đó Bộ Công an dưới sự lãnh đạo của Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Hưởng tiến hành điều tra vụ án vừa kể, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên vụ án Sibucha phải đóng lại chờ để sau đó tới năm 2013. Bộ Chính trị đã ra quyết định yêu cầu ông Nguyễn Tấn Dũng phải để Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một cái cố vấn an ninh tôn giáo của ông Nguyễn Tấn Dũng phải nghỉ hưu một cách bất ngờ. Theo đó, dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long Sibucha làm cái dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất vào cái thời điểm đầu năm 2000. Với cái số vốn đầu tư lên tới 2,11 tỷ đô la do tập đoàn Sibucha Indonesia làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, hơn một năm sau, việc xin cấp sổ đỏ của hàng nghìn các căn biệt thự tại cái dự án khổng lồ vừa kể đã bị gặp trở ngại do lãnh đạo Hà Nội đã cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng, và điều đó đã làm thất thoát của ngân sách nhà nước, cụ thể ngân sách của thành phố Hà Nội tới 3.000 tỷ đồng. Và để khắc phục, được biết liên ngành thành phố Hà Nội bao gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế Hà Nội đã phải đi đến một cái thông nhất, đó là quyết định để lãnh đạo Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy và ông Hoàng Văn Miên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, phải thu bổ sung 1.400 tỷ tiền sử dụng đất đối với dự án Sibucha trong số hơn 3.000 tỷ thất thoát. Và thưa quý vị, câu chuyện này chúng ta đã nghe từ lâu, nhưng bây giờ nó được lật lại hồ sơ một cách nghiêm túc. Được biết sau Đại hội 12 liên quan tới cái vụ bê bối này, ngày 22 tháng 11 năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã đưa ra một cái thông báo kết luận số 2923 thông báo Thanh tra Chính phủ về việc quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các cái dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo quyết định 123 năm 2001. Ngày 6 tháng 12 năm 2001, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2002 tới 2014. Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu rất rõ, nó có liên quan tới việc lãnh đạo Hà Nội vào thời điểm đó đã cấu kết và thông đồng nhằm giúp tập đoàn Sibucha của Indonesia trốn một cái mức thuế sắp áp dụng kể từ đầu năm 2005. Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bí thư Thành ủy ông Nguyễn Phú Trọng vào cái thời điểm đó đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Sibucha đưa phép nộp thuế theo cái mức đặc cách. Theo đó, quyết định của hai ông Nghiên và Trọng lúc đó đã giúp cho Sibucha và nhà đầu tư Indonesia không phải đóng một cái khoản thuế khổng lồ. Có những đồn đoán cho rằng đổi lại nhà đầu tư Sibucha Indonesia đã có quà cảm ơn đối với hai ông Trọng và Nghiên với cái khoản lót tay được cho là mỗi ông hai căn biệt thự.
tại khu đô thị Nam Thăng Long Sumatra, ông Nguyễn Phú Trọng đã bán đi một căn, còn một căn để cho con trai. Đó là vụ trưởng vụ tổ chức ban tuyên giáo trung ương ông Nguyễn Phú Trường, dựa trên những cái lý lịch chiếc ngang của ông Nguyễn Phú Trường. Ngoài ra dự án này còn thêm một cái khoản bonus khoảng 1 triệu đô la Mỹ cho ông Trọng và ông Nguyên mỗi ông. Tuy nhiên với thế và lực quá lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó, đặc biệt khi ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước qua đời một cách bí ẩn, do đó vụ án Sumatra đã bị chìm xuồng cho tới nay. Theo ý kiến của giới thạo tin đưa ra những phân tích cho rằng Bộ Kế hoạch Đầu tư đang muốn xới lại vụ Sumatra vào năm 2022 theo chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Lúc đó, ông Phạm Minh Chính đang gặp sóng gió xung quanh câu chuyện với ông Nguyễn Xuân Phúc về cái trách nhiệm người đứng đầu trong đại án chuyến bay giải cứu và đại án Việt Á. Đó được cho là những cái đòn đánh trả của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắm vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với cái ngụ ý ông Chính muốn đưa tới ông Trọng một cái thông điệp, đó là nếu bên đảng đánh tôi sẽ khui những cái bê bối của Tổng Bí thư. Và rõ ràng cho tới nay ai cũng thấy ông Nguyễn Xuân Phúc đã gục ngã mà Phạm Minh Chính thì vẫn bình an. Theo giới quan sát chính trị đưa ra những cái nhận định cho rằng đó là những cái dấu hiệu của sự thỏa hiệp, cả hai bên đều lưu bình. Ông Phạm Minh Chính không bị ngã ngựa trong cái vụ nhàn AIC mà vết chạm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thống nhất để đậy lại. Nhưng bỗng nhiên vụ Sumatra lại nổi lên vào cái thời điểm được cho là trước hội nghị Trung ương 10 có những ý kiến cho rằng liệu đây có là một cái đòn đánh của ai đó nhằm vào Tổng Bí thư Trọng hay không. Trên mạng xã hội có những ý kiến cho rằng những cái kiểu khui nắp hầm vốt như thế luôn luôn là những cái dấu hiệu của những trận chiến quyền lực giữa các cái phe phái trong đảng. Và người bị đánh rõ ràng ở đây là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng người đánh là ai thì vẫn làm cái ân số. Và nếu dùng một cái phương pháp loại trừ thì thấy rõ, có lẽ ông Tô Lâm là người đứng sau cái vụ án vừa kể. Theo đó, hiện nay ông Tô Lâm đang bắt tay với Thủ tướng Phạm Minh Chính, chỉ đạo cấp bộ thúc ép xuống chính quyền Hà Nội. Không ai khác chỉ có thể là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mà xét về động lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính không có nhu cầu hạ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì khó hạ những cái người khác được hưởng, chứ không phải là Phạm Minh Chính. Đó là lý do tại sao theo giới phân tích, rất có thể Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhờ tay Thủ tướng Phạm Minh Chính xới lại vụ án Sumatra, và cả một cái đường tiêu cực đang chờ khui nắp bể phốt, mà một cái người mất uy tín không ai khác chính là đường kim Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, hiện nay ông Tô Lâm đang chiến thắng hầu hết các trở ngại, chỉ khoảng cách vạch đích được cho là một hơi thở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và ngày nào Tổng Bí thư Trọng còn sống thì ngày đó ông Tô Lâm vẫn chưa thực sự an tâm, bởi vì một cái thời gian càng dài càng tạo ra những cái cơ hội lật ngược thế cờ, đặc biệt những cái kẻ đa mưu túc kế giỏi đánh úp người Nguyễn Phú Trọng, phe nghệ tính tàn giả vờ chịu thua để bắt tay với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế lực chính trị, có thể là quân đội. Do đó ông Tô Lâm đang tìm mọi cách đẩy Tổng Bí thư rời khỏi chiếc ghế Tổng Bí thư để tránh một cái tình trạng được cho là đêm dài lắm mộng. Được biết, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào cái thời điểm đó là trợ lý của Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Ông Tô Lâm nắm rất rõ về vụ án Sumatra. Các cái thông tin bất ngờ về việc thành phố Hà Nội mới đây, sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024, đã nhắc lại cái vụ bê bối liên quan tới Tổng Bí thư và việc ông Tô Lâm đến làm việc tại quân khu 9, một nơi được cho là thánh địa của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đây làm cái vấn đề được công luận hết sức quan tâm. Theo giới phân tích, phải chăng đây là cái đòn rung cây dọa khỉ của ông Tô Lâm đối với ông Nguyễn Phú Trọng, và đó được coi làm cái đòn knock out ông Tô Lâm buộc Tổng Bí thư phải rút lui trước hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra vào tháng 10 2024 tới đây. Và thưa quý vị, liên quan tới cái việc ông Tô Lâm
về miền Tây Nam Bộ trong những cái ngày liên tiếp vừa qua đã đặt ra một cái câu hỏi tại sao đại án Simbucha lại liên quan tới ông bà Dũng, và thậm chí đó là kế hoạch của ông bà Dũng. Theo những cái nguồn tin nội bộ tiết lộ cho hay một cái khả năng cao ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rời chức vụ Tổng Bí thư trước Hội nghị Trung ương 10, rồi sau đó sẽ rút đu ra khỏi chính trường Việt Nam với một lý do được cho là Tổng Bí thư đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y Viện 108 tại Hà Nội. Theo đó, sức khỏe của Tổng Bí thư đang mỗi ngày mỗi yếu, gần như Tổng Bí thư không có khả năng tự đi lại được. Và vì cái lý do sức khỏe kể trên nên ông Nguyễn Phú Trọng không thể dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Nhưng một cái điểm đáng chú ý đó là ông Trọng vẫn gửi một cái bài phát biểu chỉ đạo cho hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương để thảo luận. Theo giới phân tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một cái yêu cầu đáng chú ý, đó là yêu cầu Bộ Công an cần phải có các cái giải pháp khắc phục triệt để các cái tình trạng để lọt lộ các bí mật của nhà nước. Điều đó là liên quan gì tới cái vấn đề trên mạng xã hội trong những ngày gần đây đã bàn tán sôi nổi về những cái sai phạm của ông Nguyễn Phú Trọng cách đây 20 năm, đó là giai đoạn 2002 tới 2004 liên quan tới dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long Simbucha Hà Nội. Đây là một cái dự án đầy tai tiếng, đồng thời làm cái vết chàm khó có thể xóa sạch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy những cái năm đầu 2000. Cụ thể dự án này là một cái dự án lớn nhất đầu tư bất động sản của Indonesia vào Việt Nam. Tuy nhiên sau đó dự án này bị phát hiện, lãnh đạo Hà Nội đã cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng và kết quả đã làm thất thoát khoảng 3.000 tỷ tiền thùng ngân sách của thành phố Hà Nội. Do đó, việc truyền thông nhà nước ngày 3 tháng 7 năm 2024 đồng loạt đưa tin liên quan tới việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong cái hội nghị liên quan tới việc truy vấn các cái đơn vị và các cái cá nhân có liên quan tới dự án Simbucha. Có cái điều đáng chú ý theo báo Dân Trí, ông Vũ Ngọc Anh, đại biểu quận Bắc Từ Liêm đã đưa ra một số văn bản liên quan tới các dự án vừa kể. Theo ông Anh cho hay, Trung ương đã gửi xin ý kiến nhưng các cái sở ngành được lãnh đạo thành phố tham mưu trả lời rất chậm. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, kể từ 29 tháng 11 năm 2022, liên quan tới dự án khu đô thị Nam Thăng Long Simbucha, một kế hoạch đầu tư đã có những thông báo số 01 kèm theo các cái hồ sơ tài liệu gửi tới Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị thành phố Hà Nội cho ý kiến cụ thể về dự án. Tuy nhiên yêu cầu của Bộ Kế hoạch Đầu tư không được quan tâm. Mà đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đưa ra một cái văn bản mới. Theo đó, ba văn bản đôn đốc để có các căn cứ. Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng Bộ này cần phải có những cái căn cứ để báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đó là lý do tại sao người ta nói ông Phạm Minh Chính trước đây cũng có những cái động thái xúc tiến việc cần làm rõ một cái nghi án tai tiếng liên quan tới Tổng Bí thư. Kể cả Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm với thành viên cấp cao của phe Nghệ Tĩnh cũng không thể chối bỏ được. Nghĩa là đây là một cái vụ việc, một việc làm có hệ thống trên cơ sở mở rộng một cái vụ án có liên quan tới dự án khu đô thị Simbucha Hà Nội từ năm 2002. Khi đó Bộ Công an dưới sự lãnh đạo của Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã tiến hành điều tra các cái vụ án này. Đây là một cái giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, nhưng vì nhiều lý do nên vụ án phải đóng hồ sơ. Và kết quả ông Nguyễn Văn Hưởng bị Bộ Chính trị ép phải nghỉ hưu ngay lập tức. Trên mạng xã hội có những ý kiến cho rằng xem qua cách đánh vụ án liên quan tới dự án Simbucha, đây là cách đánh án quá quen thuộc của Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng như Bộ Công an. Nó giống như Bộ Công an và ông Tô Lâm lật một cái hồ sơ vụ án tham nhũng của cựu chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng trước đây.
12 năm. Đó là Võ Văn Thưởng nhận cái khoản hối lộ 64 tỷ từ tập đoàn Phúc Sơn để xây dựng một cái nhà thờ tổ quê nhà ở Vĩnh Long. Những cái thông tin vừa kể để quý vị thấy rằng hoàn toàn phù hợp với các cái nguồn tin nội bộ tiết lộ cho biết ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đều là những cái cấp dưới cũ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do bà Dũng dựng lên, cho nên hiện nay thực ra ông Chính và ông Tô Lâm hai người đang cùng một phe. Và điều đó được tác giả Dương Vũ, người được cho là chủ của một cái bút danh, đó là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an ông Bùi Văn Nam, một cái thứ trưởng duy nhất chống lại ông Bà Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trong giai đoạn đầu của ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền, đã tiết lộ trong cái bài viết Ai đang làm khánh kiệt đất nước. Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định ông Nguyễn Văn Hưởng chính làm cái bộ não của anh Ba. Tất cả các mưu mô thủ đoạn của anh Ba đều xuất phát từ tướng Hưởng. Tướng Hưởng đã gom cho mình nhiều các cái tài sản có giá trị lớn và dựng lên một cái đệ tử ruột, đó là Tô Lâm. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Tô Lâm không được đánh giá về cái độ mưu mẹo so với Nguyễn Văn Hưởng, nhưng rõ ràng tướng Lâm khôn khéo và ít kẻ thù hơn Nguyễn Văn Hưởng. Và thưa quý vị, đến nay mọi chuyện đã rõ ràng và một cái sức ép lớn như vừa kể, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ động xin ra đi, tức rút khỏi ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái khả năng gần như chắc chắn. Liên tục chương trình, chúng tôi tới với quý vị một cái bài phân tích của nhà báo Hoàng Trường với tiêu đề Quyền lực của ông Tô Lâm lớn tới cỡ nào. Vậy thì quý vị đã biết ông Tô Lâm đã trở thành một cái nhân vật thống trị quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù rằng trên danh nghĩa ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có những ý kiến chỉ đạo mà ông Lâm ở cái tư cách là thuộc cấp của Tổng Bí thư mà thôi. Theo giới phân tích, một cái mối tương quan quyền lực giữa từng chủ tịch nước, ông Tô Lâm với một cái Tổng Bí thư cao tuổi đang bị bao bệnh có thể thay đổi tùy theo các yếu tố chính trị, đặc biệt sự ủng hộ của các phe cánh trong đảng, cũng như các cái quyết định của các cá nhân giữa các cái thành viên khác trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Liên quan tới ông Tô Lâm trong một cái mối quan hệ với Bộ Công an, theo đó trong một diễn tiến mới nhất ngày 4 tháng 7, theo tác giả Hoàng Trường, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì một cái hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là một cái tổ chức đảng trong ngành công an, có cái vai trò chủ chốt, chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân theo đúng đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết phát biểu trong lễ khai mạc, Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý phân công tân Chủ tịch nước ông Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, ở đây một cái chi tiết này chúng tôi thấy rằng ông Lương Tam Quang không hiểu luật, đưa ra cái ý kiến được cho là thừa, bởi đương nhiên Thủ tướng, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước có mặt trong danh sách của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cái điều vừa kể để thấy Lương Tam Quang không thuộc bài. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc nguyên thủ quốc gia là thuộc cấp của Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lương Tam Quang chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng. Đây không phải là cái lần đầu tiên nó bộc lộ với sự chéo ngoè trong cấu trúc quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước cho tới nay. Theo ông Lương Tam Quang, trong tư cách Bộ trưởng Bộ Công an cũng thông báo với hội nghị một cái nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng viết trong thư do điều kiện không tham dự trực tiếp nên đã chuyển toàn văn một cái bài nói chuyện tới hội nghị này. Trong đó, Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng những cái người dự họp hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương trên một cái cương vị mới, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm, tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Chánh văn phòng Trung ương ông Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Như vậy, Chủ tịch nước Tô Lâm tuy ngồi trên tứ trụ nhưng vẫn nắm rất chắc Bộ Công an ở dưới qua ba kênh,
Thứ nhất, ông Tô Lâm là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông Tô Lâm là chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo quy định của Hiến pháp. Đồng thời, ông Tô Lâm là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương theo sự phân công của Bộ Chính trị. Và một cái cạnh thứ ba đó là Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm cái người đồng hương Hưng Yên, được cho làm cái đệ tử ruột của Tô Đại tướng trong những cái năm tháng sát cánh cùng nhau ở Bộ Công an. Và việc vừa kể sẽ giúp ông Tô Lâm duy trì ảnh hưởng của mình tại Bộ Công an, sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định liệu Tô Lâm có thể trở thành Tổng Bí thư để thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng hay không. Theo chuyên gia chính trị học Việt Nam bài Isuka từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển của Nhật Bản đã nói những cái điều vừa kể. Theo đó, tại Hội nghị Trung ương 9, ông Tô Lâm đã triển khai một cái kế hoạch vận động để ông Lương Tam Quang cũng như ông Nguyễn Duy Ngọc lúc bấy giờ, cả hai mới là Thứ trưởng Bộ Công an, là ủy viên Trung ương, chưa đủ tiêu chuẩn là ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng kế hoạch của ông Tô Lâm lúc đó không thành, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc không được đưa vào cái danh sách bổ sung ủy viên Bộ Chính trị sau Hội nghị Trung ương 9. Mặc dù Quốc hội đã phê chuyển chức Bộ trưởng Bộ Công an, còn Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương. Theo giới phân tích trên mặt lý thuyết, quyền lực của ông Tô Lâm không phải là vô đối, mà được cân bằng và kiểm soát bởi các cơ quan khác trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều ý kiến lầm tưởng cho rằng ông Tô Lâm tự ý sắp xếp những cái nhân sự như vừa kể. Theo tác giả Hoàng Trường, qua một cái đợt sáu bài trên thực tế, những cái lần đánh lấn của Chủ tịch nước Tô Lâm đều thành công một cách mỹ mãn. Một cái chủ trương của ông Tô Lâm giữ đất nước ở trong cái tình trạng gọi là sợ hãi. Theo đó, kể cả các quan chức cũng như người dân Việt Nam hiện nay luôn luôn nơm nớp lo sợ. Cụ thể, một cái vụ việc ngày 1 tháng 7 năm 2024, đồng loạt 63 tỉnh thành trên cả nước đã rầm rộ đồng loạt ra mắt một cái lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Theo truyền thông quốc tế đánh giá, đây là một sự kiện quan trọng, được lãnh đạo và người dân hết sức quan tâm. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận tại Quốc hội 4 năm trước đây, khi dự thảo luật của ông Tô Lâm và Bộ Công an đưa ra, có những ý kiến trái chiều về chủ trương vừa kể. Cụ thể, tại một cái dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, tiếp nhận những cái đánh giá thẳng thắn xoay quanh việc có cần thiết hay không phải ban hành một cái luật vừa kể, và đã tạo ra những cái mối lo ngại liên quan tới cái vấn đề phình bộ máy của Bộ Công an, khiến cho biên chế của lực lượng công an phình to lớn hơn kể cả quân đội. Được biết, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, câu hỏi tại nghị trường hỏi Bộ trưởng Công an Tô Lâm lúc đó, đó là liệu chúng ta có cần thêm một cái lực lượng vũ trang nữa hay không, trong khi lực lượng công an đã quá đông. Bây giờ một tỉnh ít nhất phải có 3.000 công an, những cái tỉnh to có thể 4 hay 5.000. Lực lượng đông như thế, bây giờ Bộ Công an lại xây dựng thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng nhẽ lực lượng công an chính quy của Bộ Công an không đủ để nắm được tình hình và xử lý tình hình hay sao? Và thưa quý vị, có những ý kiến cho rằng ông Sùng Thìn Cò phát biểu đại diện cho tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, trong khi đó đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre đưa ra những cái đánh giá cho rằng khi 126.000 lực lượng công an bán chuyên trách được hợp thức hóa, thì ông Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ một cái mối lo ngại, đó là công an chính quy sẽ lười biếng, dồn hết tất cả vào những cái công việc cho lực lượng bán chuyên nghiệp làm. Đặc biệt, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục lo ngại một cái tình trạng phình to bộ máy, mà ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng phình to cả động mạch, cả tĩnh mạch. Đồng thời, ông Lưu Bình Nhưỡng đề nghị một cách hết sức thận trọng, đề nghị Bộ trưởng Tô Lâm hết sức cân nhắc, bởi vì nếu ban hành một cái luật mà luật bị bật trở lại không có hiệu quả trong thực tiễn, nghĩa là chúng ta có lỗi với nhân dân. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở là một trong ba dự luật
mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm từng đệ trình lên Quốc hội trước khi rời nhiệm sở. Hai dự án sau đó, đó là luật sửa đổi bổ sung các cái điều của luật cảnh vệ và luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và các cái công cụ hỗ trợ, điều mà nhà báo Huy Đức trước khi bị bắt khẩn cấp đã để lại trên Facebook cá nhân về cái tình trạng vừa kể. Theo ông Huy Đức cho rằng trong cái tư duy quy đầu theo kiểu mọi người đều là tội phạm thì có lẽ có tới ngày người dân chúng ta phải ăn bốc, bởi vì đũa cũng là vũ khí nguy hiểm theo quan niệm của ông Tô Lâm. Theo nhà báo Huy Đức đã thuật lại các cái bình luận của một giáo sư luật khi ông này theo dõi các cái sửa đổi trong luật quản lý sử dụng vũ khí mà Bộ Công an đưa ra. Theo tác giả, thực tiễn đã cho thấy không phải cứ một cái lực lượng công an đông mà đất nước có thể an toàn hơn. Chưa bao giờ tội phạm phát triển phức tạp như hiện nay. Kể cả bà Trương Mỹ Lan, có cái nhân vật được cho là thân cận với Ủy viên Bộ Chính trị, ông Lê Thanh Hải từng chuyển hàng nghìn tỷ tiền mặt ra khỏi ngân hàng và đi sang Trung Quốc. Đôi việc bạo loạn có hàng trăm người tham gia ở Tây Nguyên mà Bộ Công an hoàn toàn không hay biết từ trong chính nước. Đặc biệt Huy Đức đã bị bắt giữ bởi các ý kiến chỉ trích như vừa kể. Trở lại các vấn đề liên quan tới mối quan hệ giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo tác giả, quyền lực của tân chủ tịch nước trong cái mối tương quan với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ là một trong những ẩn số lớn của cuộc chiến cung đình trên thượng tầng kiến trúc hiện nay. Ngay cả giới thảo tình trong nước vẫn bị chia tách thành các cái xu hướng khác nhau, trái ngược nhau. Theo một trên thứ nhất cho rằng Tô Lâm chỉ làm cái phương tiện của Nguyễn Phú Trọng sử dụng cái công cuộc đốt lò. Tuy nhiên ngược lại có những cái ý kiến cho rằng lập luật ngược lại. Theo đó, ông Tô Lâm đã tương kế tiêu kế bề ngoài làm như tuân chỉ của Tổng Bí Thư nhưng thực hiện lệnh của Tổng Bí Thư. Theo kiểu nhất cử lưỡng tiện, Tô Lâm đôn đáo trong công việc ấy với cái mục tiêu để loại bỏ tất cả các đối thủ tiềm năng đang cản trở bước tiến của ông Tô Lâm, kể cả những cái nhân vật vừa kể là những nhân vật thân cận nhất của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Theo chuyên gia Zachary Abuja đưa ra những cái đánh giá cho rằng việc ông Vương Đình Huệ bị mất chức đã khiến cho Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư càng có thêm khả năng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên theo tác giả, với một cái cơ cấu quyền lực hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ở một cái vị trí quyền lực cao nhất, có khả năng ảnh hưởng lớn tới các quyết định chính sách cũng như bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt hiện nay. Trong khi đó, tân chủ tịch nước mặc dù có cái vai trò quan trọng về mặt đối ngoại, đồng thời là biểu tượng của Việt Nam về mặt nhà nước, nhưng thường phụ thuộc vào cái sự đồng thuận trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư, nơi Tổng Bí thư có một tiếng nói lớn và quyết định. Theo đó, một cái mối tương quan quyền lực giữa tân chủ tịch nước Tô Lâm với một Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cao tuổi lại bị bao vây, nó có thể thay đổi tùy theo các yếu tố chính trị, kể cả sự ủng hộ trong nội bộ đảng cũng như các cái quyết định cá nhân của các cái thành viên khác trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Ban Bí thư. Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư qua ba nhiệm kỳ hiện vẫn có một cái ảnh hưởng rất lớn trong đảng, ông Tô Lâm không dễ gì tiếm quyền như một số ý kiến lạc quan quá chớn. Và đặc biệt liên quan tới cái sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng bố trí đại tướng Lương Cường trở thành thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai, theo đó làm cách cân bằng quyền lực và trở thành một cái đối trọng giữa quân đội và công an. Dù có tăng cường đàn áp bắt bớ, tân chủ tịch Tô Lâm vẫn khó có thể trở thành một cái nhà độc tài toàn trị. Mặc dù nắm cái vị trí thứ ba trong bộ tứ, nhưng chủ tịch nước Tô Lâm đang đối mặt với cái thế tiến thoái lớn ngàn cả về đối nội lẫn đối ngoại. Và theo những cái rò rỉ từ nội bộ cho biết, một mặt tân chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các cái phe trong đảng tạm hiệu chiến để chuẩn bị cho đại hội 14. Để đảm bảo một cái gọi là sự đồng thuận và đoàn kết trong nội bộ đảng cũng như chính phủ, để các cái bên, các cơ quan của đảng, nhà nước và quốc hội cùng xúc lại lực lượng,
Như sau những chiến dịch đốt lò Kinh Thiên Đông Điện vừa qua, thì đó là những cái yêu cầu được cho là không dễ dàng. Mặt khác, tân chủ tịch nước ông Tô Lâm đang phải tập trung làm tốt cái nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, đề xuất với Tổng Bí thư những cái chủ trương quan trọng, định hướng lớn về công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó có những nguồn tin nội bộ không tiết lộ danh tính cho biết ông Tô Lâm đang lên một cái kế hoạch cho các cái hoạt động đối ngoại để ra mắt quốc tế. Có tin ông Tô Lâm sẽ tới thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 9 tháng 7, sau đó sẽ thăm Campuchia ngày 10 tháng 7 tới đây. Theo đó, nếu đúng cái kế hoạch mình vừa kể, thì đó là một cái quyết định tập thể của Bộ Chính trị nằm trong một cái định hướng đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là ý đồ tự ông Tô Lâm có thể quyết định. Do đó, các yếu tố bất ngờ chưa biết tân chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có những cái mũi đột phá táo bạo nào trong các cái hoạt động bàn giao quốc tế với các cái cường quốc, đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo giới thạo tin, đột phá theo cái hướng nào Tô Lâm cũng rất khó khăn, dù là sang Hoa Kỳ hay đi Trung Quốc trước hay sau. Chưa hết, cũng ngày 4 tháng 7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trong cái buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương về cái tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 cho tới nay, truyền thông nhà nước cho biết trong cái cuộc họp bàn cụ thể những cái gì liên quan tới chuyến thăm Campuchia trong cái bối cảnh cha con nhà Hun Sen đang quậy hết cỡ cũng là cái thách thức cho Tô Lâm. Theo đó, quyền lực một cái câu chuyện ngàn xưa bao giờ cũng luôn luôn mới. Đối với chính trị Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng từng đề cập tới cái vấn đề kiểm soát quyền lực ít nhất theo tháng 4 năm 2016. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo nhốt quyền lực vào trong lòng, nhưng những cái chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng dường như không mang lại những cái kết quả như ông Trọng mong muốn. Theo số liệu chính thức, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 7 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị, tức gần 40% ban lãnh đạo cho vùng khóa 13, cùng hàng trăm các ủy viên trung ương, tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các địa phương đã bị bài chức. Trong số đó có rất nhiều không chỉ bị mất chức mà còn bị tống vào tù. Trong một cái bài bình luận mới đây của tác giả Tùng Phong cho rằng dưới cái bề mặt phẳng lặng của một cái ao tù chính trị Việt Nam vốn dĩ đã nhàm chán ở Ba Đình, những cái cơn sóng ngầm lật đổ ở phía sau hậu trường, những cái vụ thanh trường đấu đá không kém phần tàn khốc vẫn luôn luôn diễn ra, và vị trí chủ tịch nước Tô Lâm chưa bao giờ bất ổn trong cái thời gian hiện nay. Và điều đó mang rất nhiều những cái ý nghĩa. Đó là lý do người ta nói công cuộc tạo thành của Tô Lâm đối với phe Nghệ Tĩnh dường như bị chứng lại, và có thể công cuộc đốt lò quả thực không có vùng cấm. Nhưng mặt khác, nó cũng cho thấy các cái cuộc đấu đá nội bộ ở cung đình vẫn chưa thể dừng lại được và rất có thể vượt qua ngoài tầm kiểm soát của các bên. Trong cái bối cảnh ấy, theo giới quan sát quốc tế, quyền lực ông Tô Lâm cũng chỉ là tương đối và đến phút này khó có thể tiên lượng một cách chắc chắn trong quan hệ giữa ông Tô Lâm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liệu cơm còn lành, cành còn có thay không cho tới cái phút cuối của vở diễn trước khi ông Nguyễn Phú Trọng phải ra đi với nhiều lý do khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói với quý vị từ này tới Hội nghị Trung ương 10 sẽ là cái thời gian quyết định các bên sẽ tung ra các cái đòn đánh để hạ gục đối thủ làm cái điều tất nhiên. Chúng ta hãy chờ xem. Liên tục chương trình, chúng tôi tới với quý vị một cái vấn đề liên quan tới vấn nạn các cái quan chức tham nhũng sau khi bị bắt hay khởi tố thì tự nhiên xuất hiện một cái bệnh tâm thần. Xuất hiện một cái điều được cho là bị tâm thần và phải đi điều trị. Và thưa quý vị, đã từ lâu dư luận xã hội đã có những thông tin về những cái nghi vấn liên quan tới một số người đang khỏe mạnh, hoàn toàn không bị mắc bệnh tâm thần. Nhưng khi có liên quan tới các cái vụ đại án thì được các biện pháp y châu Quỳ ở miền Bắc hay Biên Hòa ở miền Nam chứng nhận họ bị bệnh tâm thần với một cái lý do để tránh bị pháp luật xử lý. Trước khi đi vào các nội dung chi tiết tại sao
trong những cái ngày vừa qua có những đồn đoán cho rằng hai ủy viên Bộ Chính trị liên quan tới vấn đề cây xanh cầu mình cũng như vấn đề các biện pháp y tâm thần bán giấy chứng nhận cho các cái kẻ bị pháp luật rờ đến. Theo đó sẽ có hai ủy viên Bộ Chính trị chịu trách nhiệm sẽ phải ra đi. Và chúng tôi bắt đầu vào một cái bản tin cũng liên quan tới cái vấn đề được cho là tâm thần. Đó là việc Việt Nam thiếu máy bay nghiêm trọng. Việt Nam Airlines đang tính mua thêm các cái máy bay dân dụng từ Trung Quốc để khai thác. Theo đó đến cuối năm 2023, Việt Nam Airlines sẽ có 17 máy bay bị thu hồi do vấn đề trục trặc động cơ và khiến cho cái tình trạng thiếu máy bay của hãng máy bay quốc gia Việt Nam hiện nay ngày càng trầm trọng hơn. Trong khi việc mua các cái máy bay từ Airbus hay Boeing không dễ dàng bởi những cái vụ được cho là phá bỏ hợp đồng. Đó là lý do truyền thông Việt Nam đưa tin cho hay Việt Nam Airlines đang cân nhắc tới cái việc sẽ mua một cái dòng máy bay Comac C919 do Trung Quốc sản xuất. Đây là một trong những cái giải pháp được đánh giá là khả thi trong cái bối cảnh hàng không Việt Nam khó có thể mua các máy bay dân dụng từ các cái hãng sản xuất máy bay nổi tiếng của phương Tây, đó là Airbus hay Boeing. Khi mà việc đặt mua từ hai nhà sản xuất vừa kể thì có thể giao hàng sớm nhất vào năm 2030. Truyền thông Việt Nam ngày 27 tháng 6 đã dẫn lời ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho hay tại phiên họp thường niên của công ty. Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc cho biết, một cái thách thức của nhiều hãng bay Việt Nam ở một thời điểm hiện tại đó là việc thiếu một các máy bay một cách trầm trọng. Điều đó đã gây ảnh hưởng lớn tới cái kế hoạch khai thác và mở rộng mạng bay. Nguyên nhân thiếu máy bay, theo ông Hà, do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các nhà sản xuất máy bay Boeing bị kiểm soát chặt chẽ, cùng với đó là cái việc thu hồi các loại động cơ trên các cái máy bay phản lực Airbus. Hiện nay, một cái tình trạng thiếu một máy bay đang diễn ra trên toàn cầu, chứ không chỉ riêng Việt Nam, và nó có thể kéo dài tới năm 2027 mới kết thúc. Trong khi đó, việc đặt mua các cái máy bay Airbus hay Boeing của Việt Nam Airlines được cho là rất khó khăn và chỉ được giao hàng sớm nhất vào năm 2030. Cho nên việc đi thuê các cái máy bay trong thời gian tới là rất khó đối với đội máy bay A321. Tuy nhiên, một cái lý do chính mà Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng tình hình tài chính của Vietnam Airlines rất khó khăn với cái khoản lỗ lũy kế năm 2023 lên tới 41.000 tỷ, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ, vượt xa với vốn điều lệ của Vietnam Airlines, và một cái tình trạng âm vốn chủ sở hữu tới 17.000 tỷ, tương đương gần 700 triệu đô la, là cái vấn đề hết sức nan giải. Chưa hết, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines cũng vượt cái tài sản ngắn hạn lên tới 1,8 tỷ đô la, trong khi dòng tiền năm 2024 được đánh giá dự kiến rất khó khăn bởi các khoản nợ, đặc biệt kể từ tháng 7 tới đây khi Vietnam Airlines phải trả các khoản vay tái cấp vốn bắt đầu đến cái thời hạn hoàn trả. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho hay, các hãng hàng không trong nước hiện nay chỉ khai thác khoảng 170 máy bay, trong khi trước đại dịch COVID-19 con số khai thác là 240 chiếc, và dự báo năm 2025 Việt Nam vẫn thiếu một máy bay. Đó là lý do chính phủ Việt Nam có kế hoạch xem xét đề nghị của Vietnam Airlines trong việc mua các máy bay dân dụng cho Trung Quốc sản xuất. Bình thường của vì các máy bay dân dụng của Trung Quốc sản xuất ở Trung Quốc đã được đưa ra khai thác nhưng không đảm bảo an toàn. Và thưa quý vị, đó là cái suy nghĩ chúng tôi cho rằng điên rồ vẫn liên quan tới cái vấn đề giao thông và hợp tác với Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt nối với Trung Quốc. AFP trong cái bản tin ngày 28 tháng 6 cho hay, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin cho biết, ngày 27 tháng 6 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính tuyên bố trong cái buổi họp báo cho rằng Hà Nội có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt
với Việt Nam với Trung Quốc theo cái khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Theo giới phân tích, đây là cái món quà mà Thủ tướng Việt Nam mang đến cho ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới tại Đại Liên năm 2024 của Thủ tướng Việt Nam. Theo AFP phát biểu tại Hội nghị Hợp tác Phát triển Hạ tầng Giao thông Chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết hai bên đang xem xét khai thác ba tuyến đường sắt, đó là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, hai Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long và Hải Phòng. Khi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị hai bên hợp tác thực hiện ba dự án đường sắt vừa kể. Theo Phạm Minh Chính, muốn Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam về vấn đề nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nguồn vốn ưu đãi cũng như đào tạo nhân lực. Và theo lãnh đạo hai nước, ba tuyến đường sắt vừa kể sẽ giúp cho Việt Nam có điều kiện kết nối với khu vực Trung Á và châu Âu qua cửa ngõ Trung Quốc và giúp cho Trung Quốc kết nối với các quốc gia ASEAN. Trong tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sẽ có đường ra biển gần hơn. Cũng tại hội nghị vừa kể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tham dự vào các dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội và Sài Gòn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu bằng các tin tức liên quan tới vấn đề nội chính Việt Nam. Và như quý vị đã biết, mới nhất lãnh đạo Việt Nam đã chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực, giữ chức phân công điều hành Thành ủy Hà Nội. Và ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị. Được biết đây là một giải pháp tạm thời tương tự như việc Bộ Công an cử ông Trần Quốc Tỏ được phân công điều hành trong cái thời gian ngắn để chờ tân bộ trưởng, và việc phân công Phó Bí thư Thường trực điều hành tạm thời cho thấy Bộ Chính trị đang bế tắc trong cái việc lựa chọn nhân sự thay thế, bởi lý do ghế bí thư Hà Nội Sài Gòn đó là những người phải là ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là một trong các nhân vật hạt giống cho tứ trụ trong tương lai. Đó là lý do các cái phe phái trong đảng rất quan tâm, và hiện nay vẫn chưa có những ủy viên sáng giá cho chiếc ghế vừa kể. Thật ra một cái vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị, nhưng người ta vẫn có thể chọn một ủy viên trung ương, đó là câu chuyện năm 2020 ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm Nguyễn Văn Nên, khi đó là ủy viên trung ương đảng, giữ chức bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Thiện Nhân. Hay một cái trường hợp theo thông lệ, trưởng ban tuyên giáo trung ương thường là phải ủy viên Bộ Chính trị, nhưng tại đại hội 13 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ là một ủy viên trung ương đường nắm giữ. Và mới đây sau 3 năm tại hội 13, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mới chính thức được bầu vào Bộ Chính trị. Nơi kể cả trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chỉ là ủy viên trung ương, vẫn ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ tùy ứng, tùy biến, tùy những cái trường hợp trong cái điều kiện cụ thể. Cho nên việc kiếm một ủy viên trung ương thay thế cho vị trí của Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng, làm cái điều hoàn toàn có thể. Trong khi có những cái đồn đoán cho rằng một cái nhân vật mới được bầu vào Bộ Chính trị mới đây sẽ nắm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và người đó là cái người dân tộc thiểu số, quê ở Tuyên Quang, tuy nhiên việc này không trở thành sự thật. Điều đó cho chúng ta thấy cuộc chiến cung đình đang rất căng thẳng. Và từ nay tới Hội nghị Trung ương 10 còn khoảng 3 tháng. Trong cái thời gian này, các phe phái trong đảng chắc chắn vẫn tiếp tục đấu đá và đàm phán để đạt tới các sự thỏa thuận về nhân sự thay thế. Bên cạnh đó, không loại trừ một cái khả năng tới Hội nghị Trung ương 10, thỏa thuận vẫn chưa ngang ngũ, và rõ ràng theo giới quan sát chưa thấy một cái phe nào nổi trội hơn và cũng chưa thấy một cái nhân vật nào sáng giá hơn có thể ngồi vào chiếc ghế Bí thư Hà Nội. Trong cái bối cảnh thượng tầng chính trị Việt Nam như một cái mớ hỗn độn,
lãnh đạo Việt Nam chỉ tập trung đấu đá khổng lồ, đoàn kết để phát triển kinh tế. Các lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có cái sự tính toán trong việc đấu đá tranh giành quyền lực, còn vấn đề quốc gia đại sự họ không coi trọng. Trở lại một cái vấn đề có lẽ là chủ đề chính của bài nói chuyện hôm nay, đó là câu chuyện tại sao các quan chức tham nhũng bị bắt tự nhiên bị tâm thần rất nhiều, kể cả những cái kẻ buôn lậu ma túy vân vân và vân vân. Dư luận xã hội Việt Nam đặt cái câu hỏi tại sao rất nhiều các quan chức và các vị doanh nhân đang bị pháp luật rờ đến, bị khởi tố hay bắt giam trong các vụ đại án, đang khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành những cái bệnh nhân tâm thần. Theo báo Tiền Phong ngày 28 tháng 6 năm 2024, trong một cái bản tin với tiêu đề Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra việc tạo dựng các cái kết quả giám định tâm thần, bản tin cho biết Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C02 vì có thành tích đấu tranh triệt phá các cái chuyên án bắt giữ các cái đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ với mục đích để tạo dựng các cái hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho các cái đối tượng phạm tội bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, và điều vừa kể ảnh hưởng rất lớn tới công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa đã có một số vụ bê bối liên quan tới việc giám định và ban hành các cái kết quả luận chứng nhận kết quả tâm thần và tạo điều kiện cho một số cá nhân liên quan tới các cái đại án hay những cái bản án chung thân hay tử hình có thể thoát tội để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Cụ thể điển hình như vụ cựu giám đốc công ty đất vàng Hoàng Gia, đó là bà Trần Thị Mỹ Hiền, người bị cáo buộc chiếm đoạt trong cái vụ lừa đảo lên gần 1.000 tỷ trong cái vụ án, nhưng bất ngờ bà Hiền lại có giấy chứng nhận kết quả giám định từ Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa, kết luận cho rằng Trần Thị Mỹ Hiền đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Và thưa quý vị, đó là lý do bà Hiền bị đưa đi để chữa bệnh bắt buộc. Sau đó bà này đã bỏ trốn và đang tiếp tục bị truy nã. Tương tự theo báo Tuổi Trẻ, một cái trường hợp đó là bà Tống Thị Bạch Lan, năm 2020 đã bị Tòa án Nhân dân Sài Gòn xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình về tội vận chuyển ma túy trái phép. Và cũng Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa đã kết luận chứng nhận rằng bà Lan tại cái thời điểm gây án đương sự bị hạn chế một cái khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, và hiện nay đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, và để sau đó bà Lan cũng được đưa đi chữa trị bệnh bắt buộc và cuối cùng cũng bỏ trốn. Và thưa quý vị, liên quan tới vụ việc vừa kể, theo Bộ Công an cho biết, tính tới chiều ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 13 người và triệu tập, bao gồm 11 viên chức và 2 cán bộ đã nghỉ hưu. Trong số đó, có những người thuộc Viện Pháp Y Tâm Thần Biên Hòa bị bắt giữ, có ông Lê Văn Hùng, viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Thành Công, viện phó, ông Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc, nhóm nghiện chất và nhiều bác sĩ điều dưỡng khác cũng bị khởi tố bắt giam. Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa làm cơ sở điều trị trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập từ năm 2015 với một chức năng đó là giám định pháp y tâm thần, quản lý điều trị những người rối loạn tâm thần để quyết định áp dụng các biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan tố tụng. Được biết lâu nay, các cơ quan tư pháp cùng với lãnh đạo của các ngành y tế cũng như các bác sĩ đã lợi dụng cái điều 447 Bộ luật hình sự quy định các cái điều kiện áp dụng biện pháp bắt buộc phải đi chữa bệnh đối với những cái người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong giai đoạn đang mắc bệnh tâm thần, mà một cái bệnh khác là mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi,
thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo giới quan sát, với những cái quy định vừa kể thì việc lách luật chạy án bằng giám định tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Vì thế đã có rất nhiều những cái đối tượng phạm trọng tội đã lợi dụng kẽ hở để thoát tội bằng việc bỏ tiền ra mua kết quả giám định tâm thần. Đồng thời cũng có rất nhiều các bác sĩ liên quan tới lĩnh vực này đã bị kết án về tội nhận hối lộ trong việc làm giả các cái kết luận giám định vì về bệnh tật để những cái kẻ trong các vụ trọng án thoát tội. Đó là lý do cựu chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao, ông Đinh Văn Quế, trong cái cuộc họp của hội nghị ngành tòa án đã đặt câu hỏi tại sao các cái quan chức, các cái doanh nhân tham nhũng bây giờ lại mắc bệnh tâm thần nhiều như thế. Công luận thấy rằng một cái cụm từ chạy bệnh nên bổ sung vào một cái bộ sưu tầm liên quan tới vấn đề chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy luân chuyển vân vân. Trong đó có lẽ vấn đề chạy bệnh án dễ hơn chạy các cái thứ khác, bởi một cái lý do không ai có thể kiểm tra được tính xác thực của các cái bệnh án hay bản giám định pháp y trong các cái hồ sơ điều trị bệnh tâm thần. Cùng lắm là chỉ yêu cầu giám định lại mà thôi. Và thưa quý vị, vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam tăng lên thì tất cả các cái lĩnh vực, kể cả các cái lĩnh vực liên quan tới vấn đề chạy bệnh tật để thoát án, nó cũng tăng theo. Với một cái tỷ lệ thuận, quý vị liên tục chương trình vẫn các cái nội dung liên quan tới chính trường Việt Nam. Đây là một cái bài phân tích của hai chuyên gia nước ngoài đã đưa ra các cái cảnh báo về sự thăng tiến của ông Tô Lâm, đương kim chủ tịch nước Việt Nam. Theo đó, giới phân tích đã chỉ ra những cái vấn đề cho rằng ông Tô Lâm biết rất rõ việc thanh trừng phe Nghệ An hiện nay làm cái điều mà ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng. Song vì một cái mục tiêu đào tận gốc, chốc tận rễ, một cái hệ thống chèn ép quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên ông Tô Lâm đã bất chấp tất cả, và ông Tô Lâm không cẩn thận sẽ bị ban lãnh đạo Bắc Kinh ủng hộ cho phe Điện Tính quay trở lại nắm quyền. Đó là lý do tại sao người ta cho rằng ông Tô Lâm quyết định trừng phạt phe Điện Tính hiện nay, đó là ông Tô Lâm đang tự bắn vào chân của mình. Tại sao lại nói như vậy? Và thưa quý vị, trong hai bài bình luận riêng rẽ mới đây, một cựu nhà ngoại giao Việt Nam viết trên diễn đàn phương Đông của châu Á đã cho rằng ông Tô Lâm, chủ tịch nước Việt Nam, đang tận dụng đưa cái cuộc chiến chống tham nhũng để thăng tiến. Thậm chí ông Tô Lâm có cái cơ hội trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái thời gian trước mắt. Trong khi đó, giám đốc của Tổ chức Nhân quyền Thế giới Human Rights Watch đã đưa ra các cái cảnh báo cho rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ trở nên xấu thêm khi ông Tô Lâm nắm chắc quyền lực hơn. Trở lại một cái bài bình luận trên trang diễn đàn Đông Á, có trụ sở ở Australia đã đăng một cái bài bình luận với nhan đề sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam. Đây là cái bài viết của nhà ngoại giao, một cái nhà chuyên gia chính trị hiểu biết về Việt Nam, một cái tác giả quen thuộc với KTV, đó là ông David Brown. Bài viết được đăng tải ngày 21 tháng 6. Theo đó, ông David Brown, một cái cựu ngoại giao công tác với Việt Nam, có một kinh nghiệm bề dày về Đông Nam Á, đặc biệt đối với vấn đề Việt Nam, trong cái bài bình luận mới nhất đã nhận định cho rằng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm ba nhiệm kỳ Tổng Bí thư, làm cái điều chưa từng có trong tiền lệ, và nhiều khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 14 vào đầu năm 2026. Theo tác giả, dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công cuộc chống tham nhũng mà người ta gọi là công cuộc đốt lò, trong đó có 17.000 trường hợp, đó là các cái cán bộ đảng viên tham nhũng hay lạm dụng chức vụ quyền hạn đã bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2016 cho tới tháng 6 năm 2022.
Theo tác giả David Brown, chiến dịch này đã bị cấp dưới của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, này là Chủ tịch nước, biến thành một cái vũ khí và bể cầu luật lệ để tiêu diệt các đối thủ của cá nhân ông ta, và dường như để phục vụ cho mục tiêu ông Tô Lâm sẽ là vị nhân vật kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây từng có 18 ủy viên Bộ Chính trị, bao gồm cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Nhưng từ đầu Đại hội 13 cho tới nay đã có 7 ủy viên Bộ Chính trị, tức là gần một nửa số ủy viên Bộ Chính trị hiện nay đã bị loại. Theo đó, các nhân vật đó là Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước nguyên Thủ tướng Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Đây là một trong các nhân vật được ông Nguyễn Phú Trọng hết sức muốn ủng hộ, kể cả bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư. Thưa quý vị, ở chỗ này có lẽ tác giả David Brown nhầm. Ông Vũ Đức Đàm chỉ là ủy viên Trung ương, Phó Thủ tướng, chứ không phải ủy viên Bộ Chính trị. Và với những diễn biến đó, theo ông David Brown viết, ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp khó khăn trong việc tìm người kế nhiệm xứng đáng, và giờ đây mọi sự chú ý dồn vào ông Tô Lâm, từng là cựu Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016. Một cái người ông Trọng bây giờ đã chuyển lòng. Ông Tô Lâm là cái người đã và đang hưởng lợi từ việc triệt hạ các đối thủ là tay chân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đua đến chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và dưới góc nhìn của mình, theo David Brown cho rằng ông Tô Lâm có một cái đặc quyền, đó là quyền tiếp cận các cái hồ sơ bí mật mà công an cung cấp hay thu thập về các cái tội lỗi, khuyết điểm của các cái quan chức lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, và từ đó làm cho các đối thủ biết sợ thì phải bỏ cuộc. Mặc dù như vậy, theo David Brown vẫn còn có một người cạnh tranh với ông Tô Lâm hiện nay về chức lãnh đạo đảng, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính, một cái người khác có khả năng xa xôi và có thể bất ngờ trở thành đối thủ của ông Tô Lâm, đó là Đại tướng Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Theo đó, hiện nay nắm chức Chủ tịch nước, dù được cho là không có nhiều thực quyền, nhưng ông Tô Lâm vẫn là một cái đối thủ đáng gờm trong đảng cho chức Tổng Bí thư. Theo David Brown nhận xét và cho rằng, hiển nhiên một cái phần lớn tình hình tùy thuộc vào việc ông Tô Lâm có tiếp tục chỉ huy được sự trung thành của các quan chức cấp cao ở Bộ Công an cho tới Đại hội 14 hay không. Và vào tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, một cái đàn em thân cận của ông Tô Lâm, được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Quang từng là Thứ trưởng Thường trực dưới quyền của ông Tô Lâm kể từ năm 2019, và việc ông Quang được thăng chức Bộ trưởng Bộ Công an, theo giới phân tích, được xem là vẫn đảm bảo cho ông Tô Lâm có một cái ảnh hưởng đáng kể đối với Bộ Công an, nơi ông làm cái lãnh đạo hơn 8 năm. Theo David Brown nhận định rằng ông Tô Lâm đã loại bỏ các đối thủ bằng bộ máy an ninh trong tay, cộng với việc thăng tiến lên chức Chủ tịch nước đã đặt Tô Lâm vào cái vị trí vững chắc trong cuộc đua đến chức vụ lãnh đạo cao nhất trong đảng. Theo đó, có thể là ông Nguyễn Phú Trọng chưa có được với người kế nhiệm chính thức, nhưng không thể phủ nhận một cái thảm vọng của ông Tô Lâm. Ở một cái góc nhìn khác, một cái nhân vật giám đốc Tổ chức Nhân quyền Châu Á Human Rights Watch Asia có trụ sở tại Hoa Kỳ, bà Elaine Peterson, đã đăng một cái bài trên trang Ontachira ngày 19 tháng 6 nhận định sự thăng tiến của ông Tô Lâm là những cái chỉ dấu rất xấu về một cái nạn chấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các cái nhà hoạt động và các cái tổ chức xã hội dân sự, và việc chính quyền không dung thứ những sự chỉ trích và thù địch với chính quyền dân sự, chính trị cơ bản. Vẫn theo bà Pearson, điểm lại các chuỗi vụ bắt bớ, chấn áp, sanh nhiễu các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, lực lượng nhà báo tự do, các luật sư và các nhân vật đối lập trong nhiều năm trải dài,
kể từ năm 2016 cho đến nay khi ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an. Tác giả viết dưới thời của ông Tô Lâm, cơ quan an ninh đầy quyền lực của Việt Nam gần như đã xóa sổ sạch sẽ phong trào nhiệt quyền non trẻ của đất nước này. Các nhân viên an ninh đã bắt giữ hầu như tất cả những ai cố gắng thúc đẩy một cái nền dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Kết luận bài viết, tác giả bà Pearson nhắn nhủ, giờ đây trên cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Tô Lâm sẽ liên tục tiếp nhiều phái đoàn quốc tế trong các cái dịp nghỉ lễ chính thức và đàm phán ngoại giao. Và khi các lãnh đạo nước ngoài bắt tay ông ấy, chớ quên rằng trên một cái con đường đi lên nắm quyền lực của ông Tô Lâm, Tô Lâm đã để lại phía sau rất nhiều những cái sự tàn phá đối với sau Việt Nam và cả những cái tổn hại mà Tô Lâm gây nên đối với tình trạng nhân quyền rất thê thảm ở Việt Nam hiện nay. Theo Reuters, họ cố gắng liên lạc với văn phòng chủ tịch nước để tìm hiểu những phản ứng của họ về hai bài bình luận kể trên, nhưng không có sự hồi đáp. Và trong nhiều dịp khác nhau, các lãnh đạo Việt Nam cũng như Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn luôn bác bỏ những chỉ trích từ giới báo chí và lãnh đạo chính trị của phương Tây, đặc biệt những tổ chức nhân quyền quốc tế về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam thường xuyên khẳng định họ tôn trọng, đảm bảo và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của công dân được nêu cụ thể trong Hiến pháp Việt Nam, và họ khẳng định phù hợp với các công ước quốc tế. Trở lại vấn đề cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay với hai nhân vật, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, những cái hành động của ông Tô Lâm chia thả về nghệ tính hiện nay được đánh giá đó là những cái hành động tự bắn vào chân mình. Theo giới quan sát cho rằng kể từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990 về việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thì một cái cầu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì ở Hà Nội người ta dương ngô. Và điều đó nó phản ánh rất rõ một cái sự phụ thuộc của ban lãnh đạo Ba Đình đối với nhà cầm quyền Trung Nam Hải. Theo đó, nhất cử nhất động của các lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải tuân theo các chỉ thị từ Bắc Kinh, và ngược lại, bất kỳ những ai trái ý với lãnh đạo Trung Quốc đều nhận một cái kết cục bi thảm mà ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm cái ví dụ. Sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam vừa kết thúc, theo truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 22 tháng 6 đưa tin cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp sang thăm Trung Quốc. Bản tin cho biết, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tới thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để tham dự một cái hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ ngày 24 tới 27 tháng 6 để làm cái hội nghị nghị tụ 1.500 các lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia trên thế giới và các tập đoàn kinh tế hàng đầu, theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Cường. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 3 của Thủ tướng Việt Nam trong vòng 1 năm, và người ta không biết ông Phạm Minh Chính có cơ hội để yết kiến với Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình hay không. Trong khi đó, trái với những cái đồn đoán từ giới thạo tin, trận chiến quyền lực giữa các cái lãnh đạo cấp cao Việt Nam không hề dừng lại. Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an vẫn tiếp tục xử lý, thanh trừng các cái lãnh đạo cấp cao, đặc biệt các nhân sự lãnh đạo thuộc phe nghệ tính, một cái bệ phóng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí ngày 11 tháng 6 năm 2024, có những chỉ dấu khác biệt. Đó là trong buổi tiếp đại sứ Trung Quốc ông Hùng Ba, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phản đối, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh phải chấm dứt việc cho tàu khảo sát địa chất Hải Dương 26, chấm dứt việc gây rối ở khu vực biển Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sau đó người ta mới biết rằng Trung Quốc đưa tàu khảo sát này vào quấy rối theo đề nghị của ban lãnh đạo Nghệ An. Theo các nguồn tin chưa kiểm chứng tiết lộ cho hay, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào giữa tháng 7 tới đây. Dù rằng việc ông Tô Lâm
theo thông lệ phải thăm Bắc Kinh làm cái thủ tục bắt buộc trong chuyến thăm đầu tiên ra nước ngoài trên cương vị chủ tịch nước. Do đó việc ông Tô Lâm quyết định đi công dùng Hoa Kỳ trước khi sang chầu Bắc Kinh, đây làm cái chỉ dấu hết sức bất bình thường. Hai nhân vật hàng đầu đang chạy đua vào cái ghế tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng để lại, đó là chủ tịch nước Tô Lâm và thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là hai nhân sự được đánh giá có cái khả năng cao nhất để trở thành tổng bí thư tại đại hội 14 tới đây. Theo giới phân tích quốc tế, chủ tịch nước Tô Lâm là một cái người có khả năng cao nhất leo lên chiếc ghế tổng bí thư thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Theo giáo sư Zacharia Bunja cho rằng việc ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái điều có khả năng rất cao, nhưng cũng có các ý kiến cho rằng dù có những cái đồn đoán cho rằng ông Tô Lâm đã được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm sẵn, nhưng giới phân tích vẫn đánh giá chủ tịch nước Tô Lâm nếu có chiến thắng thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là cái điều không dễ dàng. Giáo sư Kho Thầy Giờ, một cái nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, đưa ra những nhận xét cho rằng ông Tô Lâm là một cái nhân vật gây tranh cãi ở trong đảng. Việc ông Tô Lâm nhận được một số phiếu tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn cuối năm 2023, ông Tô Lâm là một cái nhân vật có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp và số tín nhiệm thấp cao nhất trong 6 ủy viên Bộ Chính trị, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn ưu tiên một cái điều quan trọng, đó là sự đồng thuận trong nội bộ. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ Thứ trưởng Bộ Công an và cũng là đệ tử của cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng, tương tự như ông Tô Lâm. Nhưng trái ngược với ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính lại nhận được cái sự ủng hộ cao của tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Điều mà theo giáo sư Kho Thầy Trừ cho biết, trước đây tại Hội nghị Trung ương 7, thì ông Nguyễn Phạm Minh Chính đối mặt với những cái cáo buộc liên quan tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng ông Phạm Minh Chính được đa số các cái thành viên Bộ Chính trị không tán thành việc đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Minh Chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trở lại một cái vấn đề liên quan tới việc Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an vẫn tiến hành một cái cuộc đảo thành đối với các nhân vật lãnh đạo của phe Nghệ Tĩnh, đó là Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà. Theo giới tạo tình, đây là những sai lầm chết người của Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an khi họ cố gắng trái lệnh thiên triều. Nhưng đây là những cái điều ông Tô Lâm đã biết rất rõ. Xong vì một cái mục tiêu đào tận gốc chấp tận rễ một hệ thống chân rết quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên ông Tô Lâm bất chấp tất cả. Tuy nhiên ông Tô Lâm được quyền, ông có một cái điểm yếu trầm trọng, đó là việc tập đoàn Xuân Cầu Holding của em trai ông Tô Lâm là ông Tô Dũng làm cái tập đoàn kinh tế rất lớn mạnh với tài sản nhiều tỷ đô la, mà chủ yếu dựa vào quyền lực và các cái mối quan hệ của ông Tô Lâm thời làm Bộ trưởng Bộ Công an. Trong lúc tập đoàn Xuân Cầu có những cái đồn đoán cho rằng đang bị Bộ Quốc phòng điều tra về một cái thương vụ đất đai ở khu vực đài phát thanh Mễ Trì ở trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi mà ông Tô Dũng đang xây dựng đầu tư những cái công trình rất lớn. Mà nếu tin đồn này là chính xác thì một cái khả năng rất cao ban lãnh đạo Bắc Kinh có thể tiếp tay cho phe Nghệ Tĩnh để liên kết với tướng lĩnh Bộ Quốc phòng lật lại hồ sơ tập đoàn Xuân Cầu Holding, thì Tô Lâm khó có thể thoát tội. Đó là lý do giới phân tích cho rằng ông Tô Lâm khó ngự trên ghế chủ tịch nước với những cái hành động như hiện nay khó có thể được bồi lâu. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của Can TV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị, những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của Can TV, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào
logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành KTV3 và KTV5 sẽ dẫn quý vị tới một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các cái thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.